Anh thấy Bùi Sơn Tùng hay là Sắc đẹp hơn với anh? Mỗi người thì đều có một cái vẻ đẹp riêng, cho nên là không ai có thể đánh giá được. Anh là fan của Sơn Tùng nhưng mà anh lại thích nghe nhạc Rách. Còn cộng đồng mạng, mọi người thấy mũi của Sơn Tùng và mũi của Rách ai đẹp hơn thì hãy comment xuống đây nhá. Đom Đóm và Sky đâu rồi? Anh đã từng nuôi mũi chưa? Anh á? Đấy, cộng đồng mạng nghĩ xem là anh nuôi mũi chưa? Trông cũng được nhỉ, dáng hơi được đấy, lờ lai. Sau khi nuôi mũi, anh có dám động chạm, lắc lư mũi không? Anh á? Đương nhiên là thoải mái rồi. Làm sao để có thể có mũi đẹp như mũi của anh? Tìm đúng bác sĩ, tìm đúng bệnh viện em ạ. Nước nào thẩm mỹ nhất thế giới về anh? Đó là Hàn Quốc em ạ, và món quà của bố mẹ khi mà con cái vừa tròn 18 ở Hàn Quốc đó là được đi phẫu thuật thẩm mỹ đấy. Wow. Nước nào chiều gái đẹp nhất? Theo anh nghĩ là Việt Nam em ạ. Việt Nam đẹp vô cùng luôn. Người con gái bé xinh đạp xe trên phố đông, tà áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa. Theo anh em thì có phải thế không? Hãy comment ý kiến của mình xuống đây nào. Và ai muốn định giá bộ phận nào của người nổi tiếng nào thì hãy comment ở dưới phần bình luận nhá. Và đừng quên cho mình một team và một follow kênh Nguyễn Trọng Thành định giá mọi loại thẩm mỹ.